Và quý vị thân mến, trong buổi tiệc ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây, gia đình chúng tôi rất là hân hạnh được chào đón và đón tiếp sự hiện diện đông đủ của các quý vị đại biểu, các quý vị quan khách là bạn bè của cô dâu và chú rể. Và một lần nữa, thay mặt cho gia đình chúng tôi xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất khi đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, và quý vị thân mến, và tình yêu luôn là một đề tài tốn nhiều giấy mực nhất của tất cả các nhà văn, nhà thơ trên toàn thế giới. Và quý vị thân mến, yêu nhau thì chẳng quản đường xa, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mà phong ba quyết liều. Và ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu, thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã đến bên nhau và kết duyên chồng vợ. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ đây, Kim Tân muốn kể cho quý vị nghe về một câu chuyện. Câu chuyện ấy kể về một đôi bạn trẻ. Họ đã có những bước đi riêng đầu đời của mình. Và trên bước đường ấy, họ cũng đã gặt hái được những thành công. Họ đã có được những tình yêu thương, có được sự ngọt ngào dư vị của hạnh phúc. Nhưng ở đó cũng có rất nhiều những điều khiến họ cần phải suy nghĩ về cuộc đời mình. Và khi những khó khăn, khi những gian truân và thách thức đến với họ, không khuất phục họ trước những thử thách gian lao của cuộc đời, mà những dư vị đắng cay của cuộc sống chỉ khiến cho tình yêu, chỉ khiến cho khát vọng được sống một cuộc đời hạnh phúc trở nên lớn lao và vĩ đại hơn trong họ mà thôi. Khi niềm khát khao, khi khát vọng về một mái ấm gia đình hạnh phúc đủ lớn trong trái tim của mình, đôi bạn trẻ của chúng ta duyên trời định đã đến và họ đã đến bên nhau. Và câu chuyện hạnh phúc tình yêu của họ được bắt đầu ngay bây giờ đây. Xin mời quý vị. Và ngay bây giờ, Kim Tân muốn mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón món quà đặc biệt nhất của buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị.